Xin kính chào các thượng đế. Bây giờ mình thực hiện test hoạt động của Mỹ loa đài Sony Combodense CFS1058SC. Cái loa này ở bên bên trái theo hướng tầm nhìn vào. Loa còn zin thật chứ không phải zin ở lời nói nha. Loa này còn zin thật. Ký tên vào rồi. Đấy, nhiều khi bao zin thế nhưng về mở ra lại ăn phải loa quấn lại là chuyện rất bình thường, nhưng mà đấy là mình mua chứ còn người khác mua thì mình không biết. Đang quay video lại số điện thoại 1209 tắt ngay và luôn để còn quay video, mong đồng chí cũng thông cảm cho. Chiếc loa này cùng với lại một cuộn băng cassette nữa trân trọng gửi tới một người anh em có cái bụng tốt ở tổ dân phố 11 thị trấn Ea Drang, huyện Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk. Người anh em có cái bụng tốt này đủ tiêu chuẩn để chúng ta biểu dương, vì người anh em đã thực hiện cái quyền đó là được trả thóc luôn và ngay. Trân trọng cảm ơn người anh em có cái bụng tốt. Giờ mình dùng cái thằng cu này, J và cờ BC-OAT-47. Cái mẫu J và cờ BC-OAT-47 màu đen với màu đỏ mình đang có khoảng tầm 30 chiếc nha. Có thượng đế nào sau video này, có thượng đế nào bảo ngày mai anh gửi cho tôi 30 chiếc. Ngày mai là ngày chủ nhật. Ngày thứ hai sẽ gửi đủ 30 chiếc gì và cờ của model BC-OAT-47. Không có cái phần công đoạn là nhờ các chuyên gia mà đi chuyên sâu cái đó là đọc thẩm định. Loa còn zin thật, âm thanh nó trầm ấm. Nó không như loa zin ở lời nói, nó khác nhau hoàn toàn. Thì làm cuốn sách bộ sách tận gấp hai. Thế và bây giờ theo tôi cũng còn có thể là mở rộng hơn cái lực lượng đó nữa. Tất nhiên là những người mà có biết sách khoa, kể cả phụ huynh nữa, là phải những người phải có chuyên môn, mà thậm chí phải có thẩm quyền đó. Đấy, chứ còn nếu mà rộng rãi tất cả xã hội, tất cả phụ huynh thì đôi khi người ta không nắm Dựng được cái dây rồi, ra nhé, thì nó loãng ra rồi cuối cùng cũng không giải quyết được cái gì mà trở thành những. đấy, dựng cái dây ra để tránh trường hợp này bỏ tét vào những cái loa bên đây nha. Đấy. Đấy. Cầm có một tay dứt ra giờ nối vào là hơi khó. Không biết được thì không phải ai cũng biết được vì xã hội đã rộng. Cuối cùng thì tôi cũng có một cái ý kiến rất nhỏ là chúng ta cũng nên nên xem xét xem là nếu mà chúng ta quyết định là bộ có một bộ sách khoa thì chúng ta có một cách nhìn nhận đánh giá theo một kiểu, nhưng nếu mà nhà nước không quyết định bộ phải làm bộ sao mà chỉ có rút kinh thì vậy cái chính cái gốc cái vấn đề là có hay không một cái bộ sách khoa của Trầm bộ. ấm thật. Nhà vệ sinh công cộng đầu tiên ở đâu? Hay những câu chuyện thú vị về những con người bình dị? Cô bán hàng rong, người hát sẩm, chị công nhân đã có mấy chục năm làm công việc coi sóc đồng hồ trên nóc nhà bưu điện bờ hồ. Rồi thú chơi hoa, chơi cá cảnh, đi hát cô đầu của người Hà Nội xưa. Tất cả được tái hiện một cách tự nhiên, dung dị để người đọc có thể hình dung ra một Hà Nội cổ kính, đôi khi lại xô bồ, nhưng vẫn luôn là một Hà Nội riêng biệt và độc đáo. Những dấu ấn về thời bao cấp cũng hiển hiện rõ trong tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tiến. Nhưng ông viết về thời khốn khó ấy bằng những trải nghiệm chân thật, pha chút hài hước. Bao yêu thương, day dứt, tiếc nuối và đau đáu về một Hà Nội dở dang giữa cũ và mới. Một Hà Nội đang từng ngày phát triển, đan xen những bất cập cần nhìn nhận để thay đổi. Được ông viết với vẻ vừa thương yêu, vừa bàng quan, song kỳ thực vô cùng gắn bó, vô cùng thiết tha. Qua quan sát Ngọc Tiến đã lâu rồi, tôi thấy là ngoài cái sự tin yêu và tự hào thì Nguyễn Ngọc Tiến còn có cái sự đam mê. Loa còn zin thật, nghe sướng cái lỗ tai lắm. Xin phép dừng video ở đây. Thân ái chào tạm biệt. Merci, merci beaucoup.